Xin chào các bạn, hôm nay cùng tô ống nước này với mình nhé. Thì mình sẽ tô một can. Tiếp theo mình sẽ tô màu đỏ. Mình sẽ tô bụi cây. Giờ mình sẽ tô gạch. Vậy là mình đã tô xong rồi, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.